Vị vua cuối cùng của nhà Trần bị ông ngoại cướp ngôi. Trần Thiếu Đế tên thật là Trần Án, con trưởng của Trần Thuận Tông, thân mẫu là con gái của Hồ Quý Ly, tức hiệu Khâm Thánh Hoàng Thái Hậu. Lúc Thiếu Đế lên ngôi, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông đã băng hà, quyền thần Hồ Quý Ly, cũng là ông ngoại Thiếu Đế, càng nôn nóng muốn tức đoạt ngôi vị họ Trần. Năm 1400, Thiếu Đế bị buộc phải nhường ngôi, sự kiện như Hán Hiến Đế Lưu Hiệp nhường ngôi cho Tào Phi. Thiếu Đế bị phế nhưng vì là cháu của Hồ Quý Ly nên không bị giết, chỉ bị giáng xuống làm Bảo Ninh Đại Vương. Triều đại nhà Trần chính thức bị soán vị sau 175 năm trị vì Đại Việt. Sau này nhà Minh đem quân sang tiêu diệt nhà Hồ thì số phận của ông không rõ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!